đây thì không gian em test, ngoài trời cũng đang sắp mưa ấy, nên là không gian em test khá là trong phạm vi cái xưởng thôi, và nghe nó rung hết cả đồ đạc rồi các bác ạ. Ok, nói chung là trời mưa rồi, em xin phép là gọi là gửi được các bác tạm thời đến đây. Hẹn các bác có một dịp nào đó mới mang em cặp súp phên này ra ngoài trời mà dã thử cho anh nha. Đây mà tiện đây là có bác nào bán kính khoảng tầm 15-20 km mà có tổ chức đám cưới nhá. Đấy, là có máu bánh DJ giết thứ là mình nhạc máu lửa đấy, em xin phép là cho em nhận một cái show nào đó còi nha. Để em vác đồ đi chiến cũng như là để cho các bác thử được cái chất âm thực tế luôn. Đợt này thì ít show quá. Vâng, em đâu xin mến chào tất cả bác nhá. Thì hiện tại em đang có mặt tại xưởng sự kiện Hiếu Minh Đô. Thì nhân điều tà tháng thì Hiếu Minh xin gửi lời chào sức khỏe đến toàn thể các bác anh yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc nhá. Và trong clip này thì bên em mới về được thêm hai cặp súp fan, là dòng súp bát 50, công suất cực kỳ khủng, chuyên cho những bác nào sâu sự kiện đây. Các bác nào đánh hoặc là các bác đánh sân vườn rộng ấy thì lấy cặp này tuyệt vời luôn. Thế là anh em đi show, vì dòng này công suất rất là lớn luôn, công suất max của nó lên đến 6.000W. là tối đa, và công suất hoạt động thông thường là 3.000W ở độ trở 84 ohm. Để đánh được một cặp súp này thì các bác có thể đánh trên những con đẩy tầm 2.000, những con đẩy như DBKD 2.000, hoặc những con đẩy như PS 2.25, công suất là 2.500W thì mới đánh được thoát được hết tiếng của dòng súp này các nhá. Vì nó dùng driver là bát xịn, bát của anh Quốc luôn các bác nhá. Bát của anh thì bát phên 55 này, kiểu diện 55 ít sao. Thì dòng này bát này thì không lệch được vào đâu, nó rất nhiều đặc điểm phân biệt đây, các bác nhìn vào đây này. Nó tem 7 màu này. Đấy. Tem kỷ niệm 55 này. Và cái nhất là cái tem dập ở trên gông này này. Đấy. Riêng dòng phên họ làm rất là kỹ. Kể cả các bác không xem những dòng loa bãi mà Hiếu Minh hay gì, những dòng loa bát 25 hay bát 30, sụp bát phên vậy. Và cái điểm dòng bát này nó sụp là bát rác. Đấy. Đâu sáu cạnh nhỉ. Nói chung là bát nó hơi cắt vát này. Rất là đẹp luôn. Gông sụp 2 4 6 8 gông. Con này sử dụng coi, nó coi 100 coi nhá. Coi 100 hoặc 115. Nói chung Hiếu Minh cũng không mổ coi ra để nhìn trực tiếp được, nhưng mà nhìn cái cổ coi rất là to. Đấy. Từ 220 coi 100. Bà quyết nhắc lên cho anh vừa. Nói về súp thì đợt này em về rất là nhiều. Sắp tới em về thêm được 5 đôi nữa. Trong đó có những dòng đôi sản xuất tại Mỹ luôn. Thì dòng phên này nó sản xuất tại Anh Quốc luôn mà nhá. Của Anh Quốc. Và gân vải tẩm dầu hai lớp nhá, gân vải tẩm dầu hai lớp mà ngấn. Những dòng súp các bác để những dòng súp đánh hay, nghĩa là giải ra sâu và đánh đi xa ấy, thì cái màng thường nó rất là dày, và dòng này vậy màng rất là dày, và cái thứ hai nó có điểm ngấn là những cái ngấn sóng này, ngấn tạo sóng này. Đấy. Và phần nón cũng vậy, tất cả thiết kế ở đây là sử dụng màng là màng UKM hết 100%, zin đét luôn nhá, rất đẹp luôn. Đây quay phần nhện các nào. Cái dòng này ấy, thì cái bích từ các bác nhìn vào đây này. Cái bích từ ấy nó rất là dày, biết miêu tả làm sao nhỉ. Cái bích từ này em ở đây không có thước, nhưng mà to, nó dày gấp đôi trong bích từ bình thường. Bác nhìn từ cái cổ côn lên, anh Tú à, cậu Tú à, Tú lấy cho anh với đấy, đấy biết, thước. Nó dày lắm các bạn, nhìn em quay này thôi nhưng nó dày lắm các bạn, nhìn thấy không đấy, đấy được. Dày bao nhiêu phân này? 90 phân. Dày vào 9 phân, suy soát 9 phân. 9 phân nhá, cái bích từ dày 9 phân, khủng khiếp thật. Nó gồm hai lớp bích từ, bên trên và bên dưới kết hợp với gông. Cái cổ côn rất cao. Phần hở đây thì có một cái tầm hở phần thoát côn, thì nó sẽ có một cái tấm xốp đây này. Rồi, em úp lên cho anh vậy. Cái dòng phên thì tất cả những cái phần ít bát này sẽ là đều dán cái tem phên hết 100%, dán kín luôn các nhá. Được có hai đôi đẹp lắm các bạn. Thằng đẹp xuất sắc luôn. Nó đạt được khoảng 90%. Thì các bác mua những cái đôi loa tôi súp nói chung thị trường thì đa số các bác mua để thành tiền những đôi hàng giáp thôi. Đơn giản những đôi hàng giáp thì các bác thành phẩm một đôi bát tốt tí thì giá loanh quanh đâu đó nó phải tầm 22 đến 25 triệu. Đấy là hàng giáp và hàng kém ấy các bác nhá. Còn đây là hàng bãi xịn thì cái chất âm nó cực kỳ hay, và một đôi này bác được check trên Google, những đôi mày mới đang bán mức giá khoảng đôi đó 60 đến 70 triệu đồng, và hôm nay Hiếu Minh chỉ bán cho anh em mức giá cực kỳ hợp lý, rẻ được đến 60%. Giá hiện tại Hiếu Minh đang chào bán mức giá là 19 triệu đồng trên một cặp này thôi nhá, giá trên chào bán tại cửa hàng. Đấy, các bác nào ghép vào bộ dàn sự kiện thì tuyệt vời luôn, ghép thành bộ thì đâu đó nó thành phẩm, thành một bộ thêm một hai đôi array nữa nhỉ.
bộ đi thuê và cả tiệc cưới các thứ thì nằm từ khoảng 400-500 khách, thì bộ đâu đó chi phí một bộ dàn nó lanh quanh khoảng độ 70-80, là bộ xịn rồi, driver cực kỳ xịn luôn, được Array nhập khẩu và cảm xúc bãi xịn luôn. Còn bờ bác mua thì thường nếu mà hàng giáp thì nó đã rơi hơn 20 triệu, còn hàng nhập khẩu mà hàng OEM ấy, nó không phải là cái thương hiệu lớn như Fen này đâu, thì cũng phải rơi khoảng hơn 30, tầm 36-40 triệu một đôi, rất là đắt luôn. Thì tại sao là những bác sự kiện rất trượng những sản phẩm hàng xúc bãi, mà xúc bãi nhất là những cặp xúc mà xịn này, driver xịn này thì bản chất nó rất là hiếm mà rất là lâu, thì nhập về nó không phải như là thế là tràn lan mà nhập về được vài chục đôi một, không có cái đấy các bạn, nó không như hàng mới. Hàng mới thì em nhập bao nhiêu như DB thì nhập bao nhiêu cũng được, nhưng hàng bãi này phải căn ke xem, thứ nhất là nó có hàng, nó ít hàng, và có hàng thì phải chọn bác những cặp xúc chất đẹp đấy, zin về phụ anh em, và cái điều quan trọng là giá phải tốt. Thị trường anh bán những đôi này anh quanh cũng phải tầm độ 24-25 triệu, và mình chỉ bán cho anh em với giá 19 triệu đồng thôi, mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em thời chơi. Nói chung nói lên xúc bãi kép thì đầu hầu như những dòng xúc mà từ thường ấy, tất cả thương hiệu nào cũng vậy, kể cả những cặp xúc sản xuất tại Mỹ luôn, sắp tới về những cặp xúc kẻ TB sản xuất tại Mỹ luôn, thì nếu mình bán anh quanh cũng chỉ anh quanh tầm 19-20 thôi, còn bao giờ sẽ rẻ hơn cơ đơn vị khác khoảng vài triệu, thì đơn vị em là đơn vị chuyên xúc mà. Quyết đây lật cho anh với, thì vì là có hai đôi nên em thì lật từng con một để quay cho bác thực tế luôn nhé. Bát này rất đẹp luôn rồi nhé. Chính sách bên em bán là tập trung vào giá tốt, hỗ trợ các bác tốt nhất, anh em có vấn đề nâng cấp em cũng hỗ trợ vấn đề đổi các nâng cấp cho anh em. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề nữa là bán giá tốt để là gì, để ở đây em nhập được nhiều hàng hơn, chính vì nhập nhiều hàng hơn thì mấy giá được tốt được để phụ anh em có nhé. Rất là đẹp luôn, tất cả mà có hai đôi, quay cho anh từng chiếc một đi, đẹp như nhau luôn đấy mấy nhá. Đây em vệ sinh rồi, tú này lật lên, anh em lật lên cho, rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nhá, công khai giá luôn nhá. Riêng kênh em là bán hàng lúc nào cũng rõ ràng, công khai giá cho các bác tham khảo thoải mái, tại vì đợt này em nhập toàn công suất lớn thôi. Không người để còn lật thùng lên cơ, cứ bỏ cho anh 22 chiếc ra để anh, để tí nữa quay luôn thùng này cũng được. Đây bát đẹp này, lật luôn anh ba con này đi, quay cho bác từng cái màng luôn, bác nhìn cái độ đẹp của từng bát, em về nó đẹp như thế này, đẹp lắm các bạn anh em nhé. Dưỡng nó còn rất là thấm nha anh em nhé, để dưỡng còn thấm lắm, nhưng mà các anh em mua súp này em kỷ niệm cho anh em một lọ dưỡng gân nhá, ok chưa, trời đẹp luôn. Nhà sau này nhà anh em mua lọ dưỡng, em tặng các bác lọ dưỡng gân về, anh em sau này nhà cần dùng đến anh em vô quệt sau, còn bây giờ nó đẹp rồi nên không phải quệt, không phải bôi, còn cứ tặng các bác đã. Đợt này anh em mua súp này em tặng kỷ niệm cho anh em một lọ dưỡng gân. Bông tiêu âm thì sự bông là bông, còn bông rất là dày luôn, bông đặc luôn, cái bông này giống như trong đệm ấy các bạn, cái đệm loại xịn của Hàn Quốc ấy. Đây đặt lên là đây hậu xong. Đấy, lật lên đi anh ấy. Quay bông. Lấy anh cái thước được không? Anh kích thước thùng với. Túi đồ ấy cho anh nốt cái bát này ra. Anh quay bên trong. Đấy, tùa quyết đo luôn cho anh đi. Chờ ấy nhá. Con này có hộp cắm loa bác nhá. À quên, hộp cắm, cắm loa, xin lỗi các bác. Hộp cắm loa này. Phần đấy các bác để nằm này, xúc kép thì bác để nằm này. Bác dựng ngang được này, tay nắm này. Tay nắm đa hướng nhá bác nhá. Quay rất đẹp luôn, nói chung là dòng này thiết kế chuyên nghiệp. Đây là bốn hướng này, và đây hộp cắm nó ở giữa này. Đấy. Một chiều của nó là mét 1m06 rồi. Một đồ một chiều đó, cứ đọc mở theo chiều như 1m06 này. Một chiều là 56 phân. Và một chiều, một chiều là chiều sâu nó 75 à 74, xin lỗi các bác, 74 nhá. Rất sâu luôn. Sâu vậy đánh chút nó mới hay được các bạn. Bát nó công suất lớn như vậy, em quay cho bác cái phần công suất cho bác nhìn. Đây xúc Fen nhá, xúc Fen Anh Quốc luôn, con này đời 2016 ạ bác. Đây nhìn thấy đời luôn nhá, đời sản xuất nhá, chứ không phải là lúc người ta dùng 2016 đâu. Nghe lúc bác tưởng tượng một cái xúc người ta sản xuất 2016 thì đến tay người dùng, hay đến tay gọi là bán cho người dùng ấy, thì nó phải 2017, 2018 gì đó, đời cực kỳ gần luôn, nó phải đời 2018, đời rất là gần luôn. Đây, model của là Hebola xúc 218. Đấy, công suất của nó là 3000, cực đại là 6000 ở độ trở 4 ohm các nhá. Độ nhạy từ 99 đến 102 dB, giải từ 35 rất là sâu luôn đến 500 Hz. Giải rất là sâu, mã QR check này. Nghe bác có để vợ có mã QR bác check được có nhá.
check được, dập luôn trên này, những dòng xúc hãng thì dịch dập check được luôn. Lấy anh ấy căng với được không? Đậy căng lên này, quyết đây. 19 triệu này mà ghép với gọi là hai đôi ray nữa thì bộ 7-80 thôi các bạn. Trời ơi, cực kỳ hợp lý luôn, thì càng rất đẹp luôn nhé. Xúc mặt, nhất lại là xúc mặt nữa để đánh độ phủ cực kỳ rộng. Thì các bạn nghe ngay đoạn đầu clip em mình có test rồi đấy, tiếng rất là hay luôn. Bao hay bao phê cho các bác luôn nhé. Anh em có nhu cầu mà trước đây những dòng xúc kém quá, nhu cầu những đổi những quả xúc bãi xịn này thì mình cũng hỗ trợ cho anh em. Và cái dòng này thì bác nhìn công suất lớn, nên là ở đây bác nhìn vào cái thùng gỗ nó này, gỗ rồi ép nó rơi khoảng độ là 12 đến 14 lớp bác nhá. Không phải ép thông thường, bây giờ bác có đếm lớp của mình được. Em zoom lên bác tự đếm được. Rất nhiều lớp, nó dày hơn thông thường rất nhiều. Các bác mua những dòng xúc gióng hay dòng xúc khác được cái giá nó giá khi có thể đắt hơn cả dòng này, nhưng mà cái vấn đề nó là cái thùng của Việt Nam mình đóng ấy, thì thường cái thùng nó rất là mỏng, rất là mỏng. Những dòng xúc bãi có gì đó là thùng nó rất là dày. Thiết kế rất là dày luôn. Dày và lặng. Lặng lắm, hai người khiêng cái này nặng đến người xích rất toạn, cực kỳ nặng luôn bác nhá, rất là nặng luôn. Hôm nay thì mình quay thực tế cũng như là test thực tế với cặp súp này, anh em có nhu cầu liên hệ em nhé, số lượng chỉ có ít thôi. Và xin chào tất cả các bác nhá.